Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông 2017 đã bước vào ngày thi thứ hai với tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên gồm 3 môn là hóa học, vật lý, sinh học vào buổi sáng. Thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm, tổng thời gian là 150 phút. Đây là lần đầu tiên kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia có bài thi tổ hợp với hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều, các thí sinh đã làm bài thi trắc nghiệm ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Theo quy chế, thí sinh đã đăng ký thi bài tổ hợp nào thì phải dự hết các môn thành phần của bài thi đó và trả lời 3 môn trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Các thí sinh tự do có thể không thi hết môn thành phần của bài thi tổ hợp nên các điểm thi bố trí phòng riêng cho những thí sinh này. Nhìn chung, đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên năm nay bám sát kiến thức, câu hỏi sắp xếp theo thứ tự khó dần nhằm đáp ứng yêu cầu phân hóa thí sinh theo hướng tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Các thí sinh có sự chuẩn bị kiến thức kỹ lưỡng nên không quá lúng túng trong việc hoàn thành bài thi. Trong buổi thi thứ ba này, toàn tỉnh có gần 6.800 thí sinh đăng ký dự thi ở cả 3 môn, đạt tỷ lệ trên 99,6%, không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Đối với đề thi môn vật lý, có xảy ra sai sót và thí sinh đã nhận được tờ đính chính đính kèm vào 7 mã đề bị sai ngay sau khi phát đề thi để tránh làm mất thời gian làm bài của các em. Năm nay đề thi em thấy khó, đề lý hóa thì làm không kịp. Mấy câu đầu thì còn dễ, còn tới mấy câu phần sau nó khó. Hai môn đầu thì được, còn môn sau thì nó mới áp lực ghê thôi. Thời tiết buổi chiều mưa nặng hạt và lạnh đã gây khó khăn cho thí sinh và người nhà thí sinh trong việc di chuyển đến các điểm thi môn ngoại ngữ, môn bắt buộc cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Trong thời gian 60 phút, thí sinh phải trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh, bao gồm đọc hiểu, viết lại câu, tìm lỗi sai, tìm từ đồng nghĩa. Trong đó, hai bài đọc hiểu được nhận xét là khá khó vì dài và nhiều từ vựng. Trong buổi thi thứ tư này, tỉnh Lâm Đồng có hơn 13.200 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Anh, đạt tỷ lệ 99,5%. 12 thí sinh đăng ký thi tiếng Pháp, 2 thí sinh thi tiếng Nhật và 3 thí sinh thi tiếng Trung. Có 63 thí sinh vắng thi và không có trường hợp bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Một đề thi thì có chắc cỡ 4 phần, em thấy nó cũng khá là bình thường. Cái đủ sức để cho các bạn làm nhưng là cũng có phần khó, cái hai bài đọc là khó. Như vậy, ngày thi thứ hai của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đã kết thúc. Để kỳ thi này diễn ra thuận lợi, không thể không nhắc đến sự phối hợp hỗ trợ từ phía nhà trường và chính quyền địa phương, nhất là ở những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Là địa phương có đông thí sinh đồng bào dân tộc tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, tại một điểm duy nhất là trường Trung học phổ thông Lang Biang, huyện Lạc Dương đã chủ động bố trí phương tiện di chuyển, chỗ ăn và ở miễn phí cho các thí sinh ở xa và hỗ trợ mỗi thí sinh 200.000 đồng một ngày. Từ đó đảm bảo những thí sinh dự thi ở vùng sâu, vùng xa tập trung thi đúng giờ cũng như an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp các sĩ tử tập trung hoàn thành tốt kỳ thi Trung học phổ thông quan trọng này. Sự hỗ trợ của chính quyền của xã em, cho nên khi ôn thi xong rồi khi đi thi bọn em cũng thấy an tâm hơn ạ. Chính quyền huyện và chính quyền các xã ưu ái tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cả sự động viên và tinh thần rất là lớn, cho nên là học sinh trường Đa Sa nói riêng cũng như học sinh cả trường Lam Mê An nữa, mà ở khu nội trú này thì các em rất là tâm trạng thoải mái, an tâm. Để tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt, ủy ban đã yêu cầu ủy ban các xã tổ chức gặp mặt động viên, đồng thời thì trao quà cho các em. Về phần huyện thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ các em ra thi ở nội trú để bố trí chỗ ăn ở cho các em, đồng thời cũng định hướng nghề nghiệp, tiếp tục đào tạo những lĩnh vực như nông nghiệp và du lịch, các lĩnh vực hiện nay địa phương đang rất cần. Sáng mai, ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017, các thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học xã hội sẽ dự thi 3 môn thành phần là lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Mỗi môn thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài cho mỗi môn là 50 phút.